Những dự đoán của bà Vanga cho năm 2023, nhà thấu thị dự đoán rằng vào năm mới 2023, một trong những quốc gia sẽ bắt đầu thử nghiệm vũ khí sinh học, từ đó một số lượng lớn dân số sẽ phải chịu đựng. Các đối tượng thử nghiệm sẽ bị tiêm các loại virus gây bệnh nguy hiểm, dẫn đến bùng phát dịch bệnh trên diện rộng, năm tới, thảm họa hạt nhân lớn thứ hai trong lịch sử có quy mô tương tự Chernobyl có thể xảy ra. Tại một trong những quốc gia sẽ xảy ra vụ nổ nhà máy điện hạt nhân số lượng nạn nhân sẽ rất lớn Điều này sẽ xảy ra ở đâu bà Vanga không nói rõ Về điều này, giới nghiên cứu vẫn hy vọng rằng nhà thấu thị đã sai lầm trong dự đoán của mình Trong khi đó, tình hình kinh tế thế giới cũng đang chuyển mình Theo bà Vanga, sẽ có một sự thay đổi của các nhà lãnh đạo trên thị trường quốc tế Sự bất ổn có nguy cơ bao trùm nước Mỹ vào năm 2023 Nước Mỹ trong tương lai bị đe dọa bởi sức mạnh của một trồng đỏ nào đó các chuyên gia chắc chắn rằng Trung Quốc có nghĩa là sinh vật này. Việc tăng cường ảnh hưởng của quốc gia này trên thị trường thế giới sẽ dẫn đến sự sụt giảm của đồng USD và gia tăng tình trạng bất ổn, sự dịch chuyển của trục trái đất. Những lời tiên đoán của bà Vanga khiến không chỉ những người bình thường mà cả các nhà khoa học sợ hãi. Nhà thấu thị dự đoán những dị thường thiên văn có thể thay đổi lối sống đã định, theo đó, bà Vanga, phỏng theo nhà tiên tri người Pháp Nostram, đã nói về sự va chạm của một tiểu hành tinh với hành tinh của chúng ta vào đầu năm 2023, dẫn đến trục trái đất sẽ dịch chuyển. Độ lệch sẽ nhỏ, gốc chỉ thay đổi một vài độ, nhưng đối với khí hậu, điều này sẽ trở thành thảm họa, nhiệt độ trên trái đất, mực nước trong đại dương sẽ tăng lên, dẫn đến lũ lụt và các thảm họa thiên nhiên khác. Những cơn bão mặt trời khủng khiếp cũng đang chờ đợi hành tinh trong năm tới. Ngoài ra, năng lượng của ngôi sao sẽ dẫn đến mất điện trên diện rộng và các vấn đề liên lạc nghiêm trọng khác